Hiện tại thì 5 chỗ ngồi gầm cao đang được tất cả khách hàng quan tâm, yêu mến và ủng hộ. Chính vì vậy, bên em Lê Hương luôn cập nhật rất là nhiều những dòng xe 5 chỗ ngồi gầm cao. Hôm nay thì em Hương rất là may mắn khi lại sở hữu được một chiếc xe EcoSport đời 2018 form dáng mới này. Động cơ trang bị 1.5 bản titanium cao cấp với cái lớp sơn màu đất, màu đỏ, à màu cam đất các bác nhá. Nhìn rất là đẹp luôn. Lâu đất ạ, à, em mà chính xác là màu lâu đất này. Đèn halogen này, đèn gầm đầy đủ, có đèn phá xương, xi nhan tích hợp trên gương. Bản này là bản titanium cao cấp, có cửa sổ trời này, nhiều túi khí an toàn và có phím mở một chạm thông minh trên cánh cửa này. Lớp sơn bên ngoài thì được bác chủ cũ thêm những cái hình sticker dán thể thao cực chất luôn. Hệ thống phanh ABS chống bó cứng cho em. Xe 5 chỗ ngồi gầm cao SUV EcoSport 2018 em Lê Hương đang chào bán với giá là 525 triệu. Giá trên em sẽ bao rút hồ sơ cho mình, bác nào ở gần em cũng sẽ miễn ship cho mình luôn. Xi nhan tích hợp trên gương, phím mở một chạm thông minh trên cánh cửa đây. Một dòng xe Ford EcoSport xứng đáng đồng tiền bát gạo 5 chỗ ngồi gầm cao 525 triệu. Từng con ốc em sẽ quay cho mình, gương kính tất nhiên là auto tự động rồi. 4 quả loa to bản trang bị thêm 2 loa chép nhỏ này. Gương kính auto chỉnh trái chỉnh phải này, riêng cái bệ tì tay này của cánh cửa nó sẽ là bằng da mềm cho em. Keo chỉ zin toàn bộ cánh cửa đẹp luôn các bác nhé, keo chỉ zin thực sự xịn xò luôn. Đó, rất là đẹp luôn. Máng lốp tròn xoe là các cái bấm đinh tán này. Còn nguyên dạng nguyên bản này, kệ bước chân lên xuống, đối với lòng 5 chỗ ngồi gầm cao thì bác chủ cũng lắp thêm kệ bước chân lên xuống này. Ốp mạ chrome Ford này, EcoSport nhé. Móc khóa này, từng con ốc nhỏ nhất em cũng quay cho mình. Trên vô lăng của đời này thì có tất cả option công nghệ này, các bác nhìn này. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng và trên vô lăng có luôn cả khẩu lệnh rồi. Túi khí an toàn nhá. À, điều đặc biệt bản titanium cao cấp này là rất là nhiều túi khí an toàn luôn. Trên vô lăng này, trên ghế phụ này, từ những cái cột kèo các bác nhìn này, từ những cái cột kèo như thế này luôn cũng đều có túi khí an toàn nhá. Rất là nhiều túi khí an toàn luôn, đếm sơ sơ phải 8 túi khí an toàn. Em này thì lên màn hình nhá, màn hình rất là đẹp luôn, nhìn phong cách này, volume này, đề lỗ thông minh start top này, điều hòa này, điều hòa này các bác nhìn này, từ cái ô điều hòa này mở này, nóng này, à lạnh này, nóng này, giấy gió này, cực kỳ đẹp luôn, số tự động đẹp luôn cho chiếc xe EcoSport của em Hương ạ. Củ số phanh tay này, cái cần củ số này bác chủ thì có bọc thêm một cái áo da này các bác nhìn nhá, may thủ công cực đẹp luôn. Có hai cái cổng USB này, tẩu thuốc các thứ đầy đủ cho em rồi, củ số phanh tay, có kệ chống mỏi tay cho mình. Bên trong bác chủ cũ để cái gì đây ạ? Rất là nhiều đồ luôn. Để quỹ đèn vào đây quá là ok luôn. Cửa sổ trời đầy đủ cho em, đây là điều thích nhất là em Hương khi mà mua xe em có xe cửa sổ trời em rất là thích luôn. Đầu đài đây nhìn rất là rõ nhá, các thứ này thông số này. EcoSport 2018 số tự động đẹp bản titanium cao cấp. Lê Hương đang chào bán tới tay khách hàng, quý khách hàng nhà mình là 525 triệu còn thương lượng lộc ná thêm. Trần này, trần zin nguyên bản, cửa sổ trời đầy đủ, đây là cái lón em có úp lên này. Có thể khóa mở chốt cửa bằng ghế sau của mình nha các bác nhé. Tất cả này, hai cánh cửa phía trước này có thể mở chốt cửa này, ngồi phía sau cũng có thể mở cửa cho em. Đó, các bác này có thể mở cửa này, có thể đóng cửa luôn. Đó, tự mình ngồi, tự mình có thể điều khiển được chốt mở cửa luôn. Từng con ốc nhỏ nhất, quan trọng là dòng xe này là zin. Zin đẹp luôn các bác ạ. 2018 mà, siêu xuất sắc luôn. Ford EcoSport bản titanium cao cấp này, nếu như mà treo trên lưng đằng sau một cái ba lô con cóc nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này, đi trên đường các bác có thể hình dung rằng đây là chiếc xe Ford EcoSport các bác nhé. Đó, đèn hậu phía sau này, phía sau xe trang bị cho em là có 4 mắt cảm biến va chạm phía sau. Cõng trên lưng một chiếc xe, à, trước chiếc ba lô là chính là lốp sơ cua, lốp dự phòng được giấu ở trong đây ạ. Mức tiêu hao nhiên liệu của em nó đây, 5 chỗ ngồi gầm cao nhưng trong đô thị là 8 lít, còn ngoài đô thị là 6 và 4 lít này. Đường kết hợp cũng vậy, đèn gầm báo rẽ này, đèn báo rẽ này, tay nắm cửa ở hai cánh cửa trước cũng có phím mở một chạm, thì cái phần cốp nhá cũng có phím mở một chạm cho em. Khoang cốp thì sẽ mở ngang như này các bác nhé, khoang cốp thì mở ngang, có đèn LG trong cốp luôn. Các bác có lấy đồ cực kỳ sáng luôn, có cả những cái móc để treo rất là gia đình luôn, rất là tiện ích luôn. Vì em này lốp sơ cua đã treo ở trên lưng rồi thì khu vực này chỉ là hành lý và một chỗ như là để dụng cụ tăng kích nốt thôi. Dụng cụ tăng kích nốt sẽ được giấu ở phía này, phía dưới này các bác này. Đây ạ, dụng cụ tăng kích nốt đây. Còn đây là khoang hành lý của xe, cực kỳ rộng rãi luôn, nhìn như một chiếc giường bé luôn ạ. Quan trọng là đây nhá, máng nước không hề bị vặn mở hay đâm xô, các cái bấm đinh tán còn nguyên.
từng con ốc nhỏ nhất khoang lắp cốp này, cốp thì mở ngang. Đối với dòng Eco này thì các bác nhìn nhé, cái phần lắp cốp cũng như là lắp cabo đấy, nó không chạy keo chỉ giống như những dòng khác đâu, mà nó sẽ gập luôn trực tiếp vào như này. Tức là cái miếng tôn này nó gập nó nhảy luôn, cái miếng thân vỏ này nó gập luôn, chứ nó không chạy keo chỉ như những dòng khác đâu ạ. Nên các bác xem xe chú ý cho em nhé. Nếu như bác nào biết rồi thì nhìn phát là biết ngay, còn nhiều bác chưa biết sẽ thấy lạ rằng à, sao chiếc xe kia keo chỉ khác mà dòng này keo chỉ nó lại làm khác. Đấy là điều đặc trưng của Eco Sport đấy ạ. Một dàn lốp Michelin cực mới này, hệ thống phanh ABS chống bó cứng cho em. Đấy, lốp Michelin luôn, gầm bệ cao thoáng này, dòng xe 5 chỗ ngồi gầm cao thì đi cực sướng cho em. Tối khí an toàn trang bị từ ghế, từ cột, từ vô lăng, từ tất cả các thứ, các vị trí luôn. Ngồi phía sau xe cũng có cổng sạc 12V, các bác ngồi đâu cũng có thể sạc pin điện thoại cho mình. Quá là tiện ích đúng không ạ? Thiết kế quá là sang trọng và đẳng cấp luôn. Cái màu thì quá là đẹp, màu cực kỳ nhã nhặn luôn. Eco Sport 2018 số tự động đẹp, em Hương bán 525 triệu cho những bác nào quan tâm. Kết nối Zalo 0354602790, để lại số điện thoại em Lê Hương tư vấn nhé. Vừa rồi thì em đã quay video chi tiết về nội thất cũng như về ngoại thất. Bây giờ em sẽ quay trực tiếp về khoang động cơ, máy móc của xe để các bác có thể có cái nhìn tổng quan hơn ạ. Còn đây là bên trong khoang động cơ máy móc của chiếc xe Eco Sport 2018 này, các bác nhìn này. Phanh ABS chống bó cứng này, máy này. Từng con ốc nhỏ nhất em quay chi tiết cho mình, máng nước hai bên, nước làm mát đây, màu hồng ở phía dưới này. Máng nước cũng không hề bị vặn mở hay là những cái đường thanh ngang, những cái mặt máy này hay là những cái phần ụ giảm chấn giảm sóc thì còn nguyên zin đẹp cho em nhé. Đây các bác này, chi tiết về chiếc xe Eco Sport 2018 số tự động zin đẹp luôn. Quay chi tiết để các bác nhìn được máy số của Eco này, và quay lên cả phần lắp cabo để phần keo chỉ nhé các bác này. Thảm chống nóng giảm ồn còn nguyên này, keo chỉ bấm đinh tán còn nguyên và xuất sắc đẹp như thế này. Một chiếc xe 2018 525 triệu hồ sơ em rút cho mình, ví ship em sẽ bao vận chuyển cho mình luôn. Nên bác nào quan tâm và thiện chí chiếc xe Eco này thì kết nối trực tiếp qua Zalo cho em Lê Hương 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn ạ. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại.